Tôi ở đâu ạ? Chào đàng hoàng. Rồi tôi đồng ý đồng chí có chào tôi. Nhưng mà tại sao đồng chí lại hỏi tôi ở đâu? Tôi ở đâu á? Tôi không trả lời đồng chí vì không liên quan đến nghiệp vụ. Được chưa? Được chưa? Rồi, thế là sai rồi. Tôi không trả lời đồng chí. Không liên quan đến nghiệp vụ. Bây giờ ý đồng chí là như thế nào? Anh em kiểm tra để mình nhắc nhở, không có ý gì cả. Kiểm tra thì bây giờ đồng chí nói bây giờ kiểm tra là nó có hai vấn đề. Một là kiểm tra hành chính, mà hai là chỉ lỗi. Đồng chí, tôi có đeo. Đồng chí có chứng minh được cái lỗi không? Có đeo, anh em tôi đều có đeo dây bảo hiểm hết. Đồng chí có chứng minh được lỗi tôi không đeo không? Đủ. Không phải, nhưng mà bây giờ đồng chí dừng xe tôi một cách vô lý như thế thì đồng chí nói tôi đi sao được? Bây giờ ý đồng chí thế nào? Anh em chúng tôi nhắc nhở anh vào vào. Tôi không vi phạm. Tôi không vi phạm. Ở đây tôi không vi phạm nhá. Ở đây tôi không vi phạm mà đồng chí dừng xe tôi một cách tức là tùy tiện là đồng chí đã lạm quyền, đồng chí vi phạm một cái điều lệ ngành. Đúng chưa? Tôi nói bây giờ dây cho toàn vào, tôi là nhắc nhở cho anh. Tôi có đeo. Đeo đâu, hai anh không có nào đeo hết. Thế bây giờ đồng chí có chứng minh được cái lỗi tôi không đeo dây an toàn không? Đồng chí có chứng minh được lỗi tôi không đeo dây an toàn không? Còn tôi chứng minh cho đồng chí là tôi có đeo đó. Mà tôi nói với đồng chí biết nhá. Theo cái luật mà xử lý vi phạm hành chính bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 tức là năm 2013, tức là người vi phạm có quyền chứng minh được bản thân người ta không vi phạm. Ở đây đồng chí nói tôi là không đeo dây an toàn, đúng chưa? Tôi nói với đồng chí là tôi có đeo. Thế bây giờ đồng chí nói tôi không đeo dây an toàn thì đồng chí phải chứng minh được cái lỗi tôi vi phạm đi. Đồng chí chứng minh đi. Nếu như đồng chí chứng minh được á, cái việc đó là mình nói mình phải biết được cái lỗi của mình để anh em nhắc nhở cho mình đi. Chứ còn không phải mình nói như vậy đâu. Mình tham gia giao thông để anh em mà nhắc. Ừ, mình đi theo trên đường đi là mình phải phát ra vào cho cái an toàn cho mình, đảm bảo cho mình thôi chứ không phải đảm bảo cho ai cả. Bây giờ tôi hỏi đại úy Vinh nhá. Bây giờ đại úy nói tôi vi phạm thì đồng chí đại úy Vinh có chứng minh được lỗi tôi vi phạm không? Thì đó có thể nhìn thằng mắt thường còn thấy được. Cho nên là anh em phải nhắc, ừ, phát ra an toàn vào đi. Tôi nói với đồng chí này, đã luật đó, tăng chứng vật chứng, đúng chưa? Nếu như đồng chí nói tôi vi phạm mà là đồng chí phải chứng minh được lỗi tôi vi phạm, đúng không? Còn nếu như đồng chí không chứng minh được, nói vậy là không được. Đồng chí mà không chứng minh được lỗi tôi vi phạm á, là đồng chí như nói như thế là nó không có căn cứ, không có cơ sở. Thế khi đồng chí xuống làm việc với tôi, đồng chí quát tháo tôi, đồng chí bảo ở đâu, tôi đi đâu, cái việc đó không liên quan gì tới nghiệp vụ của đồng chí cả, đúng chưa? Đúng chưa? Còn tôi tham gia giao thông nhé, tôi nói đồng chí theo cái điều 58 luật giao thông đường bộ và cái điều 55 luật giao thông đường bộ năm 2008, tôi mang đầy đủ giấy tờ theo quy định của pháp luật là đủ, đúng chưa? Mà tôi chỉ xuất giấy tờ cho đồng chí khi liên quan đến nghiệp vụ, còn không liên quan đến nghiệp vụ là tôi không xuất trình giấy tờ. Đồng chí hiểu chưa? Chứ còn cái thái độ đồng chí, tôi chấn chỉnh đồng chí nhé, đồng chí phải tôn trọng dân. Chứ đồng chí mà quát tháo nạt nộ đồng chí đi đâu? Tôi nói với đồng chí như này nhá. Anh quát tôi hỏi tôi ở đâu? Tôi nói với đồng chí này, điều lệ ngành quy định rồi, tức là đồng phục, tức là ăn mặc đi đứng, văn hóa ứng xử là phải văn minh lịch sự. Đồng chí hiểu không? Tức là phải biết tôn trọng dân. Mà đối với dân thì đồng chí phải kính trọng cái phép. Chứ đồng chí quát tháo nạt nộ đồng chí hỏi đi đâu? Tôi đi đâu rồi, cái việc đó nó có liên quan gì tới cái nghiệp vụ gì của đồng chí? Đồng chí nói tôi nghe, liên quan gì? Còn đồng chí dừng tôi là phải có lý do nhé. Tại khoản 1 điều 14 thông tư 65 rất quy định rất là cụ thể. Tôi nói đồng chí biết nhá, nếu trực tiếp phát hiện phương tiện giao thông vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm mới được phép dừng phương tiện để kiểm tra và xử lý vi phạm. Đúng chưa? Ở đây tôi không vi phạm, tôi cũng không có dấu hiệu vi phạm. Mà đồng chí dừng xe tôi một cách tùy tiện như vậy là đồng chí sai. Đúng chưa? Bởi vì phát hiện các anh không thắt dây an toàn, chúng tôi có thể dừng xe các anh lại, tôi nhắc nhở cho các anh. Đúng không? Bây giờ tôi hỏi đồng chí nhá. Có gì nói tôi chào đồng chí đại úy Giang. Bây giờ tức là đồng nghiệp của đồng chí dừng xe tôi là không có lý do, mà không có lý do là như vậy là nó vi phạm một cái điều lệ ngành. Tại vì tại cái thông tư 65 nó quy định rất cụ thể, mà tại khoản 1 điều 14 thông tư 65 nói rất rõ, tức là nếu trực tiếp phát hiện, đồng chí để tôi nói đã, nếu như trực tiếp phát hiện hoặc thông qua cái thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện
thấy phương tiện tham gia giao thông vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm mới được phép dừng phương tiện để kiểm tra xử lý vi phạm. Ở đây tôi đi từ trên kia tôi đi rất tỉnh táo, tôi không vi phạm, tôi cũng không có dấu hiệu vi phạm. Kiểm tra nồng độ cồn, nếu mà có chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn có thể. Thế bây giờ đồng chí kiểm tra hành chính hay là bây giờ chỉ lỗi? Nếu như kiểm tra hành chính thì có làm theo cái kế hoạch, có làm theo công văn, có làm theo chuyên đề không? Có kế hoạch. Đồng chí cho tôi xem. Đây là tôi mới nghe đồng chí nói, tôi mới nghe đồng chí nói. Không, dân người ta có quyền chứ. Đây là tôi mới nghe đồng chí nói thôi. Thế bây giờ tôi hỏi. Thế bây giờ tôi hỏi nhé, đồng chí nói là có kế hoạch. Rồi. Em sao mà dừng xe lại quát tháo nạt nộ dân hỏi đi đâu? Đồng nghiệp đồng chí vừa quát tôi đấy. Tôi vừa mới chấn chỉnh xong. Làm gì có cái chuyện. Kế hoạch của tôi có cái kế hoạch của trưởng quan thành phố làm nên không phải là chồng chỉ coi thôi chứ không phải là kiểm tra rồi nhá. Kế hoạch của trưởng quan thành phố ký, hôm nay thì kế hoạch thì mình thực hiện theo cái chuyên đề gì ạ? Kiểm tra nồng độ cồn. Nồng độ cồn rồi. Rồi kiểm tra bằng lái. Rồi. Phương tiện ô tô, mô tô vi phạm. Rồi. Kế hoạch. Đó, thấy chưa? Bây giờ tôi hỏi đồng chí nhá, tức là đồng nghiệp của đồng chí dừng xe tôi nói tôi là không thắt dây an toàn. Tôi nói với đồng chí ra, đồng chí Vinh là tôi có thắt. Thế đồng chí Vinh bảo là tôi không thắt. Thế bây giờ tôi hỏi đồng chí, nếu như tôi không thắt, đồng chí có chứng minh được lỗi tôi vi phạm hay không? Cái đó nếu mà đồng chí xảy ra rồi thì lúc mình phải chấp hành thôi, đúng chưa? Mình tôi lưu ý mình không chấp hành, mình cãi ngay công an, nhiều khi cũng thua đấy. Tôi lưu ý đồng chí là tôi nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ giao thông nhá. Mà tôi đề nghị các đồng chí làm việc là đồng chí tôn trọng dân. Đồng chí Vinh xuống. Có gì đồng chí Vinh mà có gì lỡ lời mà nói với anh như thế nào thì tôi đứng đây xin lỗi anh, được chưa? Cứ tự dưng xuống quát tháo hỏi tôi. Bây giờ tôi đi đâu, nó đâu có liên quan gì tới nghiệp vụ của đồng chí. Xin lỗi, được chưa? Rồi thì tôi đi. Mình